Phan Thị Hà Thanh sinh năm 1991 tại Hải Phòng. Cô bắt đầu đến với thể dục dụng cụ từ lúc 6 tuổi. Thanh hiện là một trong những nữ vận động viên hàng đầu của thể dục dụng cụ Việt Nam. Cô liên tiếp tạo ra những cột mốc mới cho thể dục dụng cụ nước nhà. Hà Thanh cũng là vận động viên thể dục dụng cụ Việt Nam đầu tiên giành được huy chương tại giải vô địch thể dục dụng cụ thế giới khi cô đoạt huy chương đồng trong lần tổ chức tại Nhật Bản năm 2011. Thành công nối tiếp thành công. Một năm sau, Hà Thanh trở thành vận động viên thể dục dụng cụ Việt Nam đầu tiên giành được huy chương vàng tại giải vô địch thể dục dụng cụ châu Á năm 2012. Xin chào Hà Thanh, năm nay thì bạn 22 tuổi và đến với môn thể dục dụng cụ từ khi còn 6 tuổi. Như những cô gái khác thì chúng ta có thể chọn những ngành nghề nhẹ nhàng hơn, ví dụ như là giáo viên hay nhân viên văn phòng. Tuy nhiên thì bạn lại là một vận động viên thể thao. Lý do vì sao? Khi còn nhỏ thì ai cũng sợ đau và sợ mệt mỏi. Đấy là tuổi ham chơi thì tôi cũng không ngoại lệ. Bởi vì khi mà tham gia môn thể dục dụng cụ này đòi hỏi sự kiên trì rất là cao. Mà khi đấy thì đè dẻo thì đau, tập thì mệt. Rồi thầy cô thì nghiêm khắc. Nói chung là rất là sợ. Nhưng mà dần dần khi mà lớn lên thì nghĩ lại những cái lúc đấy thì thực sự là phải cảm ơn thầy cô. Bởi vì không có những lúc mệt mỏi, những lúc sợ thầy cô, sợ động tác thì có lẽ bây giờ mình cũng không phát triển được đến như thế này. Và khi bây giờ đang ở một phong độ tốt và có những cái ước mơ mà mình chưa thực hiện được thì mình vẫn luôn cố gắng để có thể tập luyện và thi đấu thật tốt để đạt được cái ước mơ đấy. Một ngày tập luyện của Hà Thanh thì thường bắt đầu như thế nào? Tôi bắt đầu tập luyện từ 8 rưỡi và kết thúc buổi tập luyện là khoảng 12 giờ. Và sau đó là chiều bắt đầu từ 3 giờ hoặc 3 rưỡi. Liên tục 4 môn thi đấu là nhảy trống, xà lệch, cầu thăng bằng và thể dục tự do. Liên tục các môn đấy thì tôi sẽ học các động tác. Cũ thì mình phải làm nhiều hơn để cho chắc chắn. Còn mình phải học các động tác mới để luôn luôn có những bước phát triển trong thi đấu. Tập luyện thể dục dụng cụ thì rất khó khăn và khắc nghiệt. Vậy theo bạn thì đòi hỏi ở vận động viên cần phải có những yếu tố gì? Khi mới bắt đầu học thể dục dụng cụ thì mình cũng như các bạn nhỏ khác là rất là lo lắng, sợ sệt. Có những vận động viên thì họ lại rất chăm chỉ và cũng nhờ cái đó mà họ có thể duy trì và cố gắng tập luyện và đạt những thành tích. Vì như vậy tôi nghĩ rằng là tố chất cũng là một phần thôi, nhưng mà do chính ý chí của những vận động viên là điều quan trọng nhất. Trong buổi tập luyện của Hà Thanh thì tôi để ý là có rất nhiều các vận động viên nhỏ tuổi. Vậy phải chăng là môn này thu hút nhiều lứa tuổi đến vậy? Trong mấy năm gần đây thì thể dục dụng cụ bắt đầu được nhiều người biết và chú ý. Thì điều đấy là một tín hiệu rất là vui. Và bởi vì đây cũng là một môn thể thao Olympic, là môn rất khó. Hiện tại thế giới họ, khi mà tôi đi tập huấn thì cũng nhìn thấy các em nhỏ khoảng 3 tuổi thôi. Các em đã đến các nhà tập thể dục và đến đấy để vui đùa. Và họ rất là yêu thích các môn thể thao này. Năm 2011 thì có thể được coi là cái mốc đáng ghi nhớ trong sự nghiệp của Hà Thanh khi mà bạn được vinh danh ở đấu trường quốc tế. Vậy thì cảm xúc lúc đó như thế nào khi mà được trở thành niềm tự hào của thể thao nước nhà? Tấm huy chương đấy giúp tôi có vé đi thẳng vào Olympic năm 2012 tại London. Cảm thấy rất là bất ngờ và phải nói là cũng rất là vui. Và bắt đầu từ đó thì tôi có một cái suy nghĩ và một cái mục tiêu phát triển cao hơn. Sắp tới thì bạn sẽ tham dự giải đấu vô địch thể dục dụng cụ quốc gia. Vậy thì bạn đã chuẩn bị cũng như là đặt mục tiêu gì cho mình? Giải vô địch toàn quốc thì ngay sau giải vô địch thế giới. Và các giải đấu thì mỗi giải đấu có một sự quan trọng riêng. Nên tôi vẫn luôn cố gắng và sẽ
cố gắng giữ vững thành tích của mình. Hiện tại thì với dư âm của vô địch thế giới thì mọi việc và các động tác chuyên môn vẫn đang rất là tốt. Xin cảm ơn Hà Thanh và chúc bạn sức khỏe và sẽ gặt hái được nhiều thành công trong các giải thi đấu sắp tới.